Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với các anh em đang có mặt tại thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh. Trên cái đoạn đường mình đi thăm một cái hoàn cảnh được người dân giới thiệu thì bắt gặp được một hình ảnh khá là hoang sơ. Một cái tấm bạt dựng giữa một cái lùm cây, sống chẳng khác nào là người rừng à. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ như là các anh em ha. Có một điều trước khi vô đây thì các anh em muốn giới thiệu cô bác quý anh chị này. Đây là những cái quần nè. Đây là những cái đồ của anh phơi á. Ở đây thì cộng đồng người Khmer nhiều lắm nha cô bác quý anh chị. Cái cuộc sống thì mình cũng không hiểu như thế nào cả nhà. Nước nôi như thế nào mà anh giặt vũ ra sao mà phơi đồ đạc như thế này nè. Những cái quần để lên tấm lá cũng phơi trên đó. Ở đây cái lùm cây này mát lắm. Thôi bây giờ mình đi vô đây ha. Ở đây là người cộng đồng của người Khmer á. Nước uống. Anh ơi, anh sống ở đây lâu chưa? Anh ngồi vậy được không? Dạ, ba anh em chào anh nha. Anh có thể trò chuyện với tụi em tí xíu được không? Nói chuyện với tụi em tí xíu nha. Dạ? Nói chuyện thôi. Anh là người Khmer hả? À, anh sống ở đây 2 năm rồi. Để ăn uống sao anh? Thì thất thường. Để cho ăn cho thôi. Thất thường. Thất thường hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 47 tuổi đã. 47 tuổi. Không có gì. Anh có vợ con gì không? Có gì đâu. Dạ? Không có gì hết trơn cả. À trên đây cái mít cái ha. Không có gì hết trơn hả? Không. Thì vì sao mình phải dừng cái tấm bạc sống ở trong này vậy anh? Đang cũng chơi á, nên bèo á. Hả? Tầm bèo á, ta cho không? Bạc này ta cho hả? Ta cho. À, ở đây mưa gió là sao? Mưa gió phải chịu nha. Vậy hả? Mưa lớn chung tiếng cho có người. Ở đây thì mình thấy nè, đất, nền đất không à, chỉ có một cái tấm chiếu mà mục nát nữa rồi được anh chải. Cái võng rách rồi kìa. Nghỉ ngơi đây vậy. Võng thì cũng không có văn nằm được luôn nữa, bị rách luôn nữa. Rách luôn. Anh nói anh tên gì? Kim Tiến. Dạ? Kim Tiến. Kim Tiến. Anh nói chuyện tiếng Kinh không được gần lắm. Hàng ngày cái việc ăn uống của anh như thế nào hả anh? Cũng bình thường vậy. Người ta cho hết. Ăn uống người ta cho hết hay gì anh? Tự mình à. Anh có nghề nghiệp gì không? Có đi lao động không? Không. Có đi làm thuê làm mướn gì không? Không, mà làm hết trơn rồi, nó không làm gì nữa. Sang cốt xong múc hết trơn. Còn như xem các xe này kia các hết cái hộp á. Có làm gì. Anh là cộng đồng người Khmer nên anh cũng không có rành về tiếng Việt á. Anh chỉ nói là người ta làm hết rồi mình làm gì nữa. Thật ra đó là không có nói được là những cái câu là mình đã thất nghiệp á. Thất nghiệp. Trước khi anh đi vào đây sống thì anh làm nghề gì anh? Đây hả? Có ruộng mà. Ruộng này chứ đất đai mình làm gì đó. Rồi người ta làm xong mình nghỉ. Cũng mình xin xỏ anh ta cho. Không xong. Anh được mấy bộ đồ? Dạ, 2-3 bộ vậy. 2-3 bộ gì thôi. À. Anh có anh em gì không? Có, đồng thấp. Mấy người? Một. Một người tên gì? Là Cua. Là Cua. Còn anh là gì? Kim Tính. Kim Tính. Kim Tính. Kim Tính. À. Kim Tính nó không gần, Bùi Hồ không có gần nữa, cơ quá hết vậy. Sống ở đây thì có dân tối, có dân mùng gì ngủ không? Không. Quen rồi. Quen rồi hả? Rồi mũi chích sao? Thì quen, đập sao vậy? Em thấy mấy cái tô này là gì anh? Hả? Tô này nè. Tô lẫm. 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 Còn cái thùng kia? Thùng kia hả? Lẫm luôn. Đựng gì á? Đựng nước không à? Cho em xem với được không? Được. Đâu, dở nước vào cho em xem quay lại. Nước uống mình đó hả? Thế anh chắc có hút thuốc phải không? Hút. Có uống rượu không? Có. Có uống rượu luôn hả? Có luôn. Anh cũng thật thà. Thì cái nào thì có... mình không có lao động người tiền đâu, mình hút thuốc uống rượu. Thì mình cũng xin xỏ người ta cũng kiếm sống. Đi xin hả? Xin. Ngày được nhiêu? 20-30 ngàn đủ sống. 20-30 ngàn là đủ sống mà. Rồi mua rượu uống. Rượu.
Cho ăn cháo với bà mì tôm nha. Này sống ở đây người ta có trên đất của người ta hay đất mình? Này hả? Này của người ta. Người ta có đuổi mình không? Không. Không có. Mình ở cái mình ở đầu đất nó 2 con 6 mình phân. Rồi bằng đêm anh ngủ thì có cái mùng để mà dăng không? Hay là bằng đêm có ngủ đây không? Hay là có ngủ khi ngủ à, ngủ nhận bạn trọn không dăng. Hoặc là về đây ngủ. À, mình đang ngủ mình đang ngủ khi ngủ tránh cũng chừng. Rồi mùng mùng không có nè. À có cái mùng đó hả? Ừ. Rồi ở đây anh đi vệ sinh thì sao? Đi đi tiểu rồi đó. Tiểu hả? À? Ngoài. Ừ, tắm rửa. Tắm rửa thì có ở đây, dũng mương có đâu. Tắm ở dưới mương hả? Ờ, à, dũng mương đâu. Ừ. Người ta qua lại người ta có cho đồ ăn không? Con? Cho, người ta cũng lại cho thấy nó cũng bệnh, tắm cho thuốc cho đồ ăn cho. Bệnh hả con? Hả? Bệnh hả? Cô vô đây được không? Không, nó mẹ. Dạ, cô đây cho con hỏi thăm chút xíu được không cô? Cô cũng người Khmer. Dạ. Cô cũng qua lại cho ảnh đồ ăn hoài hả? Thì bên đây nè, thì thấy nó vậy thì cho nó chút đỉnh gì đó rồi ai cũng vòng vòng tới cũng cho. Rồi họ mang mình tao nó lại nó ấy quay rồi nó nói cho cái mặt ra cho nó cho nó nói là lâu quay hổm là nhắc đỡ chừng tháng rồi à. Ừ. Bây giờ muốn cho cái nhà tô đi cho nó nhưng mà thợ đất của đất nó. Ừ đúng rồi. Rồi bây giờ nó cho cái miếng mặt. Là sống ở đây mấy năm rồi cô? Cỡ năm rồi à. Cỡ năm, ảnh nói 2 năm rồi. Nhớ đâu nói đó mà. Ảnh có vợ con gì không? Không, cô đơn á. Cô đơn hả? Độc thân á. Độc thân. Sao ảnh bệnh gì vậy cô? Nó thì nó có khi nó ói mửa gì đó, nó bao tử quá. Ói hả anh? Ôi. Ôi, ở đâu? Ngoài. Nhiều không? Ít à. Ở trong đây, ở nhiều khi đi không kịp nói trong đây luôn à. Vậy là anh bị bao tử rồi. Ừ. Nó bị nhiều thứ lắm, không phải có mình bao tử đâu chú ơi. Bình thường thì các anh em mình tưởng đâu là một thanh niên khỏe mạnh á, không có đi làm. Tự nhiên anh có bệnh nên bị yếu. Nếu xỉu lắm á. Nếu mà đi khám mà ra chứng bệnh giống luôn á. Thấy vậy cho nó yếu dữ lắm. Nó đâu làm gì khỏi đâu vậy. Rồi mưa gió là sao? Không phải chịu thôi, nhưng khi mà mưa quá trời cũng ghé con chợ anh em cháu đây. Ghé mình... Nó nói đi. Dạ, cảm ơn cô nha. Sao anh nói sao? Hả? Mưa gió rồi nó... Mưa gió quá, mình con cháu mình trong đây có nè, xóm làng nè. Mình cũng ngủ đậu cũng được. Ngủ đậu. Nhà anh trước á, mà anh trước á. Đó. Đánh mưa qua đây nữa. Như vậy, như chiều là anh về đây ngủ rồi tối mưa anh... chạy đi đâu? Thì sớm làng ngủ ở sớm làng. Sớm làng, sớm mình nè. À. Sáng giờ anh đi xin được nhiêu à? Có ngàn nào? Chưa có hả? Ừ. Có ngàn nào đâu. Anh hút thuốc không? Hút. Ừ. Anh một đồng cho anh điếu đi. Nè, để anh này đốt cho anh điếu nha. Ừ. Sống gì buồn không anh Tiên? Không buồn không, anh em cũng nhiều. Anh em cũng nhiều hả? Ờ, sống làm nè. Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn, cũng biết nói cảm ơn nữa. Thôi anh hút thuốc thì cũng đỡ ít thôi. Uống rượu đừng nên uống tại mình bệnh á. Ừ. Trời ơi, cái trời của anh kìa. Đây nhầm khi tối bị gắn gít vô á. Tối có khi nào côn trùng gắn gít vô không? Lâu lâu cũng có thấy con hay con này. Con gì? Con rít. Rít nhỏ à, bằng nhỏ không đủ á, mình ăn cơm. Ôi trời. Ừ. Nó bò vô cắn anh hả? Con không cắn nó bò sợ để tới luôn. Anh không có đôi dép luôn hả? Không có mà cho anh ta anh thôi. Cho ai? Đồ của anh là để bên đó nè hả? Ừ. Được mấy bộ? 2 bộ gì hả? Đâu cho em coi ra dở lên đây. Đồ đó là người ta cho hay là mình mua? Ta cho không à. Ta cho, này cũng cho. Tại sao anh không chịu treo lên mà anh để nó dưới đất thì nó ghê quá vậy? Không chịu treo lên. Máng lên. Có nắng nào cho nào nắng. Trong này nè mấy cái cây này nè nó một cái trên này cái cây này nè cái cây kế bên nè đúng rồi mưa nó để đâu nó ướt xuống. Ôi trời ơi. Hồi đó là có đi Sài Gòn gì làm không hay là đó giờ ở đây thôi? Có tùm lum đi làm tùm lum hết mà không dư không dư. Nghiện rượu hay sao? Rượu cái xí rượu làm than làm dừng tầng à. Chừng tầng. Vì sao làm chừng tầng vậy? Tại mệt mình. Bị bệnh hả? Ừ. Cái liều này anh tự cắt luôn hả? Có, muốn ra thì thụi.
mướn tao là phụ. Ôi trời, có dừng cái cây không anh cũng nói anh mướn tao là phụ. Mướn hết nhiêu tiền anh? Dạ mà ở mẹ tôi hình như bán đến 100 ngàn. Ờ mà, mẹ còn sống không? Còn. Sao sống ở dưới mẹ mà ra đây dựng chòi sống? Dạ. Bây giờ ở em không được, ở em được. Ở dưới thằng em không được hả? Ở chung không được á, cũng như vậy. Là sao em không hiểu? Ở chung được, ở riêng chắc cú hơn. Cái nhà mày đốt cháy luôn. Ai đốt? Tôi đốt. Sao đốt trời? Nhìn tình thương á, đốt luôn. Vậy là anh có nhà, anh đốt cháy rồi mới ra đây anh dựng chòi nữa. Nhưng mà sao dặn ai mà đốt? Dặn với mẹ, dặn đốt luôn. Rồi mẹ có kêu vô trọng ngủ không? Hả? Không, ông ngồi đây là lâu mới lên thăm lần. Lâu nhà người ta cất cho mình ở, cái mình ra đây mình dựng chòi mình ở, mình thấy mình buồn không? Buồn chứ bà nội chứ không buồn. Mà đều anh em cũng rất nhiều. Như cho này cho kia vậy đó. À, anh em là mọi người ở ngoài á. Ở ngoài. Anh nói là buồn chết bà nội chứ sao không buồn. Rồi bây giờ có bao giờ mình hối hận không? Không, bình thường. Bình thường nha. Bình thường không có hối hận, có buồn không? Không, không buồn thì không. Sáng giờ anh ăn gì chưa? Chưa ăn giống gì đây. Bây giờ đói bụng không? Đói, đói. Cũng đói bụng đúng không? Ừ. Rồi là nếu như mà đi xin không được thì sao ăn? Cái dừa. Ừ? Ăn trái dừa nào vậy bạn? Ăn trái dừa nào hả? À. Dừa đâu? Ăn chưa tới no, chưa đói mình bẻ về trái. Bẻ ở đâu? Xin ta, xin ta. Kêu này nè anh leo. Anh leo dừa luôn hả? Leo dừa, nghỉ rồi, dừa nghỉ rồi. Giờ nghỉ rồi. Giờ hưu rồi. Về hưu. Một lần bẻ cho ghe không á? Ghe với xe. À. Cô. Cô. Em chào cô. Dạ, cô. Có mẹ, cũng như quay nó, đừng có quay tôi, chỉ quay nó thôi. Chứ có mẹ mà ở, mẹ ở với nhỏ khác rồi. À. Bây giờ anh ở đây mình vậy đó. Mình à. Sống ở trong cái chòi vậy á. Ấy cũng thương ha. Hồi đó nó leo dừa leo gì mạnh lắm. Anh này anh cũng leo thốt nốt nè, không biết sau này anh có giống vậy không à. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ kiếm vợ để mình nương tựa không? Mình cũng suy nghĩ như vậy mà đều mình không có vốn, chịu thua. Không có vốn là cứ vợ là chịu thua. Chịu thua. Ở coi mình cần nhiêu vốn để cưới vợ? Chừng nào có. Cần nhiêu nói đi. Mà biết nhiều nói. Mà có người thương chưa? Chưa. Chưa. Rồi bây giờ là muốn có tiền là mới cưới vợ được. Có tiền không có vợ được. Chứ không có tiền là không bao giờ cưới vợ được. Vậy không nhau mặt ngon anh ta được. Hả? Không có tiền không nhau mắt ta được. Vậy coi gì? Coi mắt hả? Ừ. Không có vốn sao làm chuyện á. Nhưng mà hồi đó giờ có yêu ai không? Không. Hả? Không. Không yêu ai luôn hả? Ừ. Thì sao không yêu ai anh? Ừ, tại mình cũng chọc chút đỉnh vậy đâu, yêu thiệt. Đỉnh, thấy mình có rượu chút đỉnh mình chọc rồi. Có chọc chút đỉnh ha? Ờ, chút đỉnh. Nếu mà bây giờ á, em chia sẻ cái này á, thì có một người mà thương yêu anh này nọ thì anh chịu không? Hả? Có một người thí dụ mà nói tiếng mà thương anh sẽ lo lắng chăm sóc cho anh chịu không? Thì cũng chịu thôi chứ sao nói. Chịu thôi á. Ừ. Thấy cũng tội. Nhưng mà gì nè, em khuyên anh á, tụi em là ở xa mà gặp anh thì coi như là mấy anh em mình có duyên gặp nhau. Đừng uống rượu nữa, mình bệnh á. Nằm ở đây trời gió lạnh không có cái áo ấm nữa kìa. Có cái áo ấm nào không? Khó mà đều nó ấy rồi lót rồi. Anh phơi đồ mà nhìn nữa. Ý ghen là bụi đời luôn trời. Trời ơi. Nếu mà mình không quan sát kỹ đó cả nhà, đi ngang thì không biết là đây có một cái lùm mà có một người đang sinh sống ở dưới này luôn á. Sáng anh đi sinh từ mấy giờ đến mấy giờ? Như nào đi đây là ăn cháo hoài, ăn cháo ăn liền. Liền cháo gói. Cháo gói. Sinh mấy bạch cháo ăn liền hả? À, nấu ăn ở đâu? Không, ở ngoài á, lò khi giờ ở đây. Cái lò đâu? Lò nó có cái gì nè. Đâu? Lò. Trời ơi. Đâu đây lấy võng rồi. Cái lò gì đó hả? Cái đó là khúc củi mà. Khúc củi làm lò. Khúc củi làm lò. Rồi sao nấu nước? Nấu nước hả? Nó nhìn lum la này. Nước đâu? Nước đây xin đây. Xin thêm nó chèn.
Trời ơi. Anh Tiên hả? Kim Tấn. Kim Tấn Tuấn. Anh Tuấn có ước mơ gì không? Cũng ước mơ gì lắm. Ước mơ gì? Tại anh có bà. Ước mơ gì? Ước mơ gì nói nghe. Ước mơ là có nhà ở thôi. Có nhà ở? Ngoài ước mơ có nhà còn ước mơ gì nữa không? Ước mơ cũng vậy thôi, có nhà ở vậy thôi, sao nói. Ước mơ có vợ không? Hả? Ước mơ có. Ước mơ cũng vậy lắm. Mà đều mình không có vô, không tiền á. Không có tiền á. Mà có ước mơ có vợ không? Có vợ với có nhà ước mơ nào trước? Ước mơ là có vợ trước cũng được. Có vợ trước cũng được. Sao giờ nói? Nhà tôi vậy á. Có vợ, rước vợ về đây ở luôn hả sao anh? Chợ ở đây luôn, chợ ở đâu? Mấy anh với anh thấp hả? Nha. Anh thấp hả mấy anh? Ủa sao biết? Trời. Giờ mới biết à. Ủa sao biết? Trời. Anh này anh không phải Đồng Tháp. Ừ, gần đây. Anh này ở đâu? Ở Bà Hủ. Hả? Quê xanh ở Bà Hủ. Quê xanh nè, quê xanh nè. Tại vì ảnh giờ anh á thì ảnh nói là người ở gần ở đây. À, anh là người giống Khmer. Người Khmer. Cô bé vừa cũng lâm nay nè hồi xưa. Ừ. Con mình bé 8 tuổi mạnh như đạn. Mạnh như đạn hả? Ừ. Rồi lúc đó là bé vừa được nhiều tiền rồi đi nhậu yếu, bây giờ yếu lại. Yếu. Bạn bè rất là nhiều. Bạn bè ngoài đường rất là nhiều. Nói chung bạn bè. Hả? Nói chung bạn bè nhiều á. À. Ừ. Mà thấy ảnh nói chuyện cũng hiền quá ha. Cũng hiền, nó hiền khô hả? À. Nó nghe đi tới đâu người ta thương tới đó. Hiền hả cô? Không nghe, hả? Ảnh hiền lắm hả? Hiền khô. À cô. Cho ai mà ghé hết trơn. Có quậy quọ gì không? Không quậy quọ. Không quậy quọ gì hả? Ừ. Ờ. Nhìn cái chòi của ảnh nè. Mấy anh ra đây nè. Đây cái chòi của ảnh mình nhìn thấy thương quá. Đây có nghĩa là mình chứng tỏ là ảnh đã sống rất là lâu ở đây rồi. Đây nè là cái cây mà nó gãy mình là thành cái mái chịu là cái miếng bạc luôn nè anh. Một đồng ốp đồng đá thấy không, cái cây này nó gãy xuống nè, nó tét ra nó gãy xuống nè, hay là anh bẻ xuống ta gãy tự nó gãy một anh ơi. À tự nó gãy trong gió tét nhánh đập xuống nè, đập xuống thì nó sẽ chòi mới sẹp cái sòi, nó sẹp cái chòi thành thử ra là anh giữ tấm bạc này lại luôn, giữ tấm bạc này luôn. Mình thấy ảnh gì ảnh vẫn yêu đời ta. Ngày anh tắm mấy lần anh Tuấn? Bao lần cũng chừng đó. Bao bốn lần luôn hả? À. Đồ sao phơi kịp, em thấy anh giục quần áo ngoài kia tùm lum trên kìa. Ừ. Tại giục cái cũ anh giục. Cũ hay giục hả? Ừ. Cái đó là giục hay là phơi? Giục quá, đã giục. Rồi nào mới đâu? Hôm nào mới trên gì vừa bức. Chứ ở mình có vợ con đâu mà giặt. Mặt cũ xong giục. Ừ. Ô anh chơi sang dữ trời. Nhưng sao giờ không có vợ con phải chịu thôi. Nhưng mà anh phải giặt. Ừ. Phải giặt chứ. Có giặt những vài cái thì đủ đi chơi đám tiệc gì đó. Cũng vài cái hả. Còn như giục. Ừ. Có thường đi chùa không? Có. Hồi lúc trước hồi nhỏ anh có đi tu sa di không? Có, ông cha đi. Yeah, đi tu sa di mấy tháng? Ông cha tôi không có. Còn anh có đi không? Không, ông tôi rồi ông đi. Ừ. Nhưng mà thường đi vô chùa không? Vô. Chùa nào cũng vô. Còn bây giờ? Chùa nào cũng vô. Anh vô đó là anh cầu nguyện hay là vô chùa đó để làm gì? Cũng nhìn đốt nhang này kia rồi. Đốt nhang. Đốt nhang giấy cầu nguyện. À. Anh cầu nguyện như thế nào? Đốt nhang nhiều thôi. À, chỉ đốt nhang gì thôi. À. Ôi sao cái cặp gì anh Tấn? Cặp người ta cho lụm á. Lấy giùm em coi với. Coi chừng thuốc bổ cẩn thận nó cháy luôn cái liều luôn á. Nó cháy hết cái nhà rồi đó. Đúng ạ. Chán. Cái đó gì? Để chán. Đâu mở ra. Chán. Trời ơi, chán bỏ vô trong cặp hả? Trời ơi. Trời ơi, chán với dĩa. Lấy ra. Chán dĩa tô để trong cặp. Trời cái ơi. Đó là ta cho hay gì? Này hả? Ta lụm, thấy ta lụm cho có bạn cho. Ừ. Ăn cho chén với tô. Chung á mình xin cho luôn. Trời, anh có điếu thuốc kìa, không phải anh không có đâu, anh có gói thuốc trong túi kìa. Thì có thiệt, mà đều thuốc bèo. Rồi xin rồi. Thuốc điếu rồi hồi lạ mà. Bỏ chén vô lại đi anh ơi. Anh nói là thuốc đó là thuốc bèo là sao? Là thuốc 90.000 còn đó, thứ rồi mắc hơn. Hồi lạ. Hút 2 gô. Tại vì biết sao không?
Anh biết sao là ảnh có hai cô không? Sao? Anh leo thốt nốt và anh leo dừa. Anh còn thổi thổi ấy cây. Hả? Thổi 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 gì anh? Thổi mấy cái gì á, ở mặt á. Thổi chất lượng. Thốt nốt hả? Ờ, nói chuyện không, đây à. Là cái thuốc á hả? Ừ, thổi đó. À, lấy mật ong á. Mật ong á. Con nó đỡ lắm à, nó xương xương mặt á. Bò kim luôn à. Còn bé vượt 3,5 mới lên á. Bây giờ là leo hết nổi rồi. Giờ hết nổi, chưa bó tay. Bó tay. Bó tay. Anh nói là anh 47. Anh nhìn cái sức khỏe của anh nếu như mà không có bệnh là anh cường tráng lắm á. Đúng rồi. Nhưng mà tại vì cái cuộc sống không biết anh có buồn phiền gì ở nhà không. Mà anh này ra đây nó sống luôn. Mọi người có một cái cảnh đời nó khác nhau. Anh nữ sáng ở đây chắc ảnh tối anh sợ không? Dạ. Tối sợ không? Không sợ gì đấy. Sớm làng mình đây không sợ gì đấy. Bình thường mình ngủ bình thường à. Có gì tất cả. Ban đêm có thường đi ban đêm không? Đi chơi nhà bạn bè có. Bạn bè. Ban đêm anh có đi ngoài đường khơi khơi ngoài đường không? Không. Không à. Đi chơi là bạn bè rủ rồi mình đi thôi. Nằm đây ban đêm có ca hát gì nghiêu ngao không? Có. Đơn ca thứ hai. Biết đâu ca, có rượu không ca được. Có rượu không ca được ca ca. Mềm mới ca được. Vậy hả? Anh ca theo tiếng Khmer em nghe quá thử rồi. Không được, không được. Ca đoạn ngắn thôi. Không được á. Mình nào nó lên là kết muôn đời. Hả? Mình nào là kết muôn đời. Là sao? Là sao mấy em không hiểu? Mẹ năm cũng lên cái đồng loại thôi, không sao. Không, kệ đi. Bây giờ anh hát cái bài sao quay chanh ti đi. Anh đi cũng được vậy. Ừ, kêu ra thôi. Đâu, sao quay chanh ti à? Ừ, không biết không mà. Tụi ít thôi, hát ít thôi. Mẹ năm đóng lên thì nó cũng đời chứ cháu. Không biết. Anh nói hồi em cũng không biết gì. Có học hành gì đâu, lớp 1, lớp 2 đó, rồi. Không biết chữ gì đâu. Thôi như thế này, tụi em tình cờ đi ngang đây à. Mà tụi em thì không có giúp được gì cho anh nhiều à. Tuy nhiên á thì nghe cô nói là anh cũng bị bệnh á à. Thành thử là anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nha à. Đừng uống rượu nữa à. Rồi mai mốt làm lại từ đầu à. Có thể là mình sẽ là tự làm mới bản thân của mình đi cưới vợ à. Mình lao động được, ví dụ mình làm việc nặng không được, mình làm việc nhẹ à. Rồi có tiền mình đi cưới vợ, không sống chòi này nữa. Ừ. Tụi em chỉ biết nói vậy thôi chứ bây giờ đối với anh thì tụi em không biết giúp đỡ như thế nào luôn á. Ừ. Thôi bây giờ thì tại đất này là đất cũng nhà anh dựng rất là tạm bợ luôn. Đây là một người đàn ông phải nói là cô đơn thật sự, dựng chòi sống ở ngoài này cũng lâu năm lắm rồi. Kiểu giống như mà mình gọi là nó hoang sơ lắm. Tụi em đến đây thì gỡ anh một ít tiền để mà mua cháo ăn nha. Ừ, cái đó là nhiêu? Dạ. Cái đó là nhiêu? 100,000 mua được mấy bịch cháo? Mua được cũng 20 bịch. 20 bịch? Ừ. Được mấy lít rượu? Được vài lít đó. Vài lít vậy mua cháo hay mua rượu? Cháo mua rượu bạn nửa lít vậy đó. Quen rồi. Vậy thôi. Quen rồi. Không có rượu cũng khó ngủ. À, khó ngủ. Những cái mảnh đời cô đơn như thế này á, thì không có rượu thì cũng khó ngủ lắm. Ừ. Nên thành nữ là mình cũng thông cảm cho ảnh. Tại vì cuộc sống ảnh nó như vậy rồi. Thì cô bác anh chị mà có đi ngang cái đoạn đường này á, thì có thể cho anh một bịch cháo hay bịch cháo để cho anh sinh sống qua ngày cũng được. Ít thôi, đừng nên cho nhiều. Ừ. Tại vì ảnh cho ít thì ảnh sẽ ít uống rượu, cho nhiều thì anh uống rượu nhiều hơn. Thôi chắc có lẽ là dành cho anh đi mua đồ anh ăn đi. Bữa nào mấy anh em mình ghé thăm lại tiếp ha. Ừ. Rồi bye bye anh Kim Tuấn. Rồi.